Không, quay để đó. Chưa trực tiếp đâu. Ô, nghỉ luôn hả? Bấm trở lại để tôi coi có đẹp không? Hết rồi. Ủa tôi đang đây không nói huyện Tiểu Cần á, không có đại diện cho huyện hả? Ủa chưa gì giải tán hả trời? Chưa làm gì nữa giải tán rồi.
1, 2, 3, 4. Ghi một cái quay vô. Tay như vậy là quay luôn nè. Trở lại. Nhìn bên nào. Tiếp. Chuẩn bị làm lễ chào cờ là cột khăn hoàng á. Rồi, trước khi làm lễ chào cờ thầy nhé. Các em đã nghe cô Hà ban giám khảo chấm kỳ rồi thì các em nghe là chúng ta hát quốc ca nhanh, đánh trống chào cờ nhanh. Bài đội ca thì tương đối. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ sửa lại trống chào cờ đánh chậm lại. Bài quốc ca hát chậm lại. Rồi, hát cho tốt bộ ca, bộ ca tôi học còn một chút chỗ giai điệu bị sai. Con cung bụng nữa. Tới nha, chậm nha. Thank you.
Bây giờ có đâm trộm á, ngon không? Bye.
Hân với ông cầm nè, tay bự quá. Thắng lên. Ngọc Hân. Ngọc Hân. Chào.